Trở lại sau 19 năm, giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ ASEAN Soccer Cup mùa giải 2024-2025 dự kiến diễn ra từ 21 tháng 8 năm 2024 đến 21 tháng 5 năm 2025. 12 câu lạc bộ hàng đầu Đông Nam Á sẽ tranh tài trên 11 sân vận động ở 8 quốc gia của khu vực Đông Nam Á. Sau đây là tổng quan về các sân vận động tại Soccer Cup mùa giải 2024-2025. BG Pathum United là á quân của Cúp Liên đoàn Thái Lan mùa giải 2022-2023. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động BG. Nằm ở tỉnh Pathum Thani của Thái Lan, BG Stadium được xây dựng vào năm 2010. Từ cuối năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng bổ sung thêm một khán đài. Sức chứa hiện tại của BG Stadium là 15.114 khán giả. Sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Terengganu, á quân Malaysia Cup 2023. Nằm ở bang Terengganu của Malaysia, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2005 đến 2008 với chi phí 270 triệu ringgit. Sân vận động sau đó cải tạo vào các năm 2009, 2014 và 2018. Sức chứa của sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin này là 50.000 khán giả. Đây cũng là sân vận động có sức chứa lớn nhất tại Soccer Cup mùa giải này. Đại diện đầu tiên của Indonesia là câu lạc bộ PSM Makassar tham dự Soccer Cup với tư cách nhà vô địch Liga 1 mùa giải 2022-2023. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động Batakan, nằm ở tỉnh Đông Kalimantan của Indonesia. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2010 đến 2017. Chi phí xây dựng sân vận động này lên đến 1,2 nghìn tỷ rupiah Indonesia. Sức chứa hiện tại của sân vận động Batakan là 40.000 chỗ ngồi. Đại diện đầu tiên của Việt Nam là câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, nhà vô địch Cúp Quốc gia 2023. Sân nhà của họ là sân vận động Thanh Hóa, nằm ở tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam. Lần gần nhất sân vận động đa năng này được cải tạo là vào năm 2023. Sân vận động sẽ có một số cải tạo để đáp ứng nhu cầu của giải đấu này. Sức chứa của sân vận động Thanh Hóa khoảng 10.000 khán giả. Đại diện duy nhất của Campuchia là Prakhan Viksavirien, câu lạc bộ đã vượt qua vòng loại. Đội bóng này là nhà vô địch của Cambodian Premier League mùa giải 2023-2024. Prakhan Viksavirien sẽ chọn sân vận động quốc gia Olympic làm sân nhà tại Soccer Cup. Nằm ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, sân vận động đa năng này được bắt đầu xây dựng từ năm 1962 đến 1964. Sau đó được cải tạo vào năm 2023 bằng việc lắp đặt toàn bộ ghế ngồi trên khán đài. Sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Olympic là 30.000 chỗ ngồi. Cũng vượt qua vòng loại là San United, nhà vô địch Myanmar National League 2023. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động Thu Unna, nằm ở cố đô Yangon của Myanmar. Sân vận động được xây dựng vào năm 1985, sau đó được cải tạo vào năm 2013. Sức chứa hiện tại của Thu Unna là 32.000 chỗ ngồi. Chang Arena là sân nhà của Buriram United, đội bóng tham dự Soccer Cup với tư cách nhà vô địch Cúp Liên đoàn Thái Lan mùa giải 2022-2023. Nằm ở tỉnh Buriram của Thái Lan, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2010 đến 2011. Chi phí xây dựng Chang Arena là 17 triệu đô la Mỹ. Sân vận động sau đó được mở rộng vào năm 2013. Sức chứa của sân vận động này là 32.600 chỗ ngồi.
Đại diện còn lại của Malaysia là Kuala Lumpur City, Á quân Malaysia FA Cup 2023. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động Kuala Lumpur, KLFA. Nằm ở thủ đô Kuala Lumpur, sân vận động được cải tạo từ năm 2013 đến 2018. Sức chứa của sân vận động KLFA là 18.000 chỗ ngồi. Borneo Samarinda là đội bóng xếp hạng 3 tại Liga 1 Indonesia mùa giải 2023-2024. Đội bóng này sẽ cùng sử dụng sân vận động Batakan với PSM Makassar. Đại diện còn lại của Việt Nam là câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhà vô địch của V-League 1 mùa giải 2023. Hàng đấy là sân bóng nằm ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1934. Sân bóng này đã trải qua vài lần cải tạo, trong đó lần gần nhất là vào năm 2017 với chi phí 10 tỷ đồng. Hiện tại, một số khu vực khán đài của sân hàng đẫy đã xuống cấp và không thể sử dụng, nên sức chứa của sân vận động này khoảng 12.000 khán giả. Kaya Iloilo là nhà vô địch của Philippine Football League mùa giải 2022-2023. Sân nhà của đội bóng này là Rizal Memorial, nằm ở thủ đô Manila của Philippines. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1934. Sân vận động sau đó đã trải qua 7 lần cải tạo. Sức chứa của sân vận động Rizal Memorial là 12.880 chỗ ngồi. Lion City Sailor là nhà vô địch của Singapore Cup 2023. Sân nhà của đội bóng này là Jalan Besar, nằm ở Kallang của Singapore. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 1929. Từ năm 1999 đến 2003, sân vận động đã được cải tạo toàn diện. Sức chứa của sân vận động Jalan Besar là 7.100 chỗ ngồi.